Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 Nam Mạng, năm 2022 lên như diều gặp gió nếu làm đúng những điều sau đây. Vâng, xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi ở kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta nắm rõ được về tiền tài, gia đạo, sức khỏe cũng như là công danh sự nghiệp trong năm Nhâm Dần của mệnh này. Và khi biết trước được thiên cơ thì bạn có thể lên cho mình được những kế hoạch, hành động cụ thể để mọi việc được diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nhất. Vận khí của con người vốn vận động không ngừng, thế nên bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 Nam Mạng trong năm 2022 này của mình. Và qua đó thì không chỉ nắm rõ được thời vận của mình mà còn biết được thời vận của những người trong gia đình và bạn bè. Từ đó sẽ giúp cho bạn có được sự ấm êm theo ý của mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp cho quý vị luận giải về lá số tử vi của người Kỷ Tỵ sinh năm 1989 Nam Mạng, giúp cho quý vị biết được sao hạn và cách phòng tránh, đồng thời cũng đưa ra những phương pháp hóa giải giúp cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ luôn đắc tài, đắc lộc, may mắn và bình an. Sau đây xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi về phần luận giải chi tiết tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022 Nam Mạng, túc trí đa mưu nhưng thiếu một chút nữa để thành công. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989, năm 2022 Nam Mạng, dự báo phạm hình hại với năm, tài mạo anh tuấn, hiếu thắng, ưa tranh cãi, dễ bị kích thích mà phát sinh thái độ, người này túc trí đa mưu nhưng ít thành công. Thích học theo người khác, là người biết đầu cơ, nắm quyền uy. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989, năm 2022 Nam Mạng tổng quan. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989, năm 2022 Nam Mạng dự báo phạm hình hại với năm, tài mạo anh tuấn, hiếu thắng, ưa tranh cãi, dễ bị kích thích mà phát sinh thái độ, người này túc trí đa mưu nhưng ít thành công, thích học theo người khác, là người biết đầu cơ, nắm quyền uy. Sự xuất hiện của sao Câu Giảo, quán tác làm ảnh hưởng đến tài lộc của người tuổi Tỵ. May mắn thay, có quý nhân Thái Âm và Tam Thai giúp đỡ, trợ lực cho nên vận thế không hẳn là quá xấu. Năm nay tuổi Kỷ Tỵ sẽ gặp nhiều kỳ ngộ, nhưng tốt nhất vẫn phải tránh hung tinh ảnh hưởng. Năm Nhâm Dần, năm 2022 của Nam Mạng Kỷ Tỵ không quá lý tưởng. Các mối quan hệ đều chịu ảnh hưởng bởi Câu Giảo, quán tác, cho nên bạn sẽ gặp tiểu nhân phá hoại. Đặc biệt, quan hệ xã giao sẽ trở nên gặp trở ngại, thay đổi theo hướng xấu. Thậm chí, bạn còn phải chịu hãm hại của người khác. Vậy nên với những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989, cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải hung tinh, tăng cường các tinh, giúp cho vận trình của năm 2022 Nhâm Dần được hanh thông và thuận lợi. Hung tinh. Tử vi số dự báo, năm 2022 tuổi Kỷ Tỵ gặp hai hung tinh là Câu Giảo và quán tác. Câu Giảo là một thần sát trong tứ trụ, chủ yếu đại diện cho hình phạt sát hại. Mệnh gặp thần sát đó, thân bị khắc sát, nhiều cơ mưu chủ về nắm bắt các hình pháp hoặc là tướng soái những việc sát hại. Hai hung tinh này kéo theo nhiều tiểu nhân gây hại, khiến cho tuổi Tỵ gặp nhiều vất vả. Cát tinh. Nam mệnh năm 2022 gặp được hai cát tinh lớn là Thái Âm và Tam Thai. Với Nam Mạng, nếu được sao Thái Âm chiếu mạng, sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp. Nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình. Tam Thai có đặc tính làm giảm bớt nguy hại, tai họa, chủ về khoan hồng, bệ vệ, học hành, khoa giáp, quý hiển, tốt lành. Nó đem lại sự may mắn, cát lợi, thanh nhàn và giảm bớt phiền muộn. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989, năm 2022 Nam Mạng dự báo sự nghiệp của bạn không quá tồi tệ. Cát tinh Tam Thai sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn. Sự nghiệp có khả năng nhận được cơ hội lớn, thu được nhiều thành tựu. Nam tuổi Tỵ 33 tuổi sẽ có được những thành công nhất định, sự nghiệp ít nhiều có thành tựu ở độ tuổi này.
Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong thời gian này cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Bạn nên tranh thủ khoảng thời gian này để tích cực thăng tiến, đảm bảo có một vị trí tốt trong công ty của mình. Bạn có thể đứng ra tự kinh doanh, cho dù ban đầu hơi khó khăn, nhưng với bản lĩnh của một quý ông thực sự, tuổi Kỷ Tỵ ắt hẳn sẽ có được những cơ hội để có thể có sự nghiệp rực rỡ. Tài vận đánh giá 3 sao. Tử vi 12 con giáp dự báo tuổi Kỷ Tỵ năm 2022 sẽ có tài vận không quá tốt. Nam mệnh tuổi Tỵ gặp các vấn đề về tài chính. Có thể bạn sẽ kiếm được tiền, nhưng số thu về không được bao nhiêu. Tuổi Tỵ cũng có thể sẽ đổ tiền vào đầu tư kinh doanh. Sự ảnh hưởng của cục diện phạm hình, phạm hại thái tuế khiến cho tuổi Tỵ kiếm tiền khó, mà giữ tiền lại càng khó hơn. Số tiền bạn phải tiêu xài cũng rất lớn, cho nên không có tiền tiết kiệm. Ngoài ra, các ảnh hưởng từ việc phạm thái tuế khiến cho sức khỏe tài vận đi xuống, khiến cho nam mệnh tuổi Kỷ Tỵ phải chi tiêu nhiều hơn. Đối với các lĩnh vực kiếm thêm, tình hình cũng không mấy khả quan. Tử vi khuyên tuổi Kỷ Tỵ nam mạng đừng dại dột nghe theo lời chào mời đầu tư khi mà bản thân mình chưa hiểu rõ về dự án đó. Nếu không, rất dễ mắc mưu, lấy hết tiền tiết kiệm ra đầu tư để rồi thua lỗ. Để tránh những điều không hay xảy đến với gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2022 Nhâm Dần, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật giúp tăng cường tài lộc, phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, bảo vệ cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ có được một năm an lành và hạnh phúc. Tình cảm đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm 2022 nam mạng có chuyện tình cảm khá vui vẻ, ổn định. Sự ảnh hưởng của các tinh thái âm, quý nhân giúp cho tuổi Tỵ phát triển tình cảm một cách ổn định, vợ chồng ngọt ngào, con cái ngoan ngoãn là hạnh phúc của bạn. Tuổi Tỵ sẽ có vài mâu thuẫn với vợ của mình, chủ yếu là do bạn đang bận làm việc và gây dựng sự nghiệp, đương nhiên sẽ không có thời gian dành cho gia đình. Quý ông tuổi Tỵ có thể hơi vô tâm và khiến cho vợ của mình buồn. Nhưng chỉ cần bạn quay về nhà thì mọi việc đều có thể giải quyết và cả hai sẽ dành thời gian bên nhau hâm nóng lại tình cảm. Đối với quý ông tuổi Kỷ Tỵ vẫn còn độc thân, bạn thực sự là một người đàn ông độc thân hoàng kim, vừa có tiền, vừa có quyền. Nhan sắc của phần lớn đàn ông Kỷ Tỵ cũng rất ổn, độc thân quyến rũ nhưng cũng nên tìm lấy một bến đỗ thích hợp cho mình. Hãy tìm kiếm nửa kia của mình, an cư lập nghiệp bạn nhé. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm 2022 nam mạng dự báo sức khỏe lên xuống thất thường. Xem bói thấy nam mệnh tuổi Tỵ phạm hình phạm hại thái tuế cho nên gặp nhiều bệnh tật. Năm nay những quý ông có sức khỏe kém có thể phải thường xuyên đến bệnh viện, chủ yếu là vì làm việc kiệt sức, chế độ ăn uống nghỉ ngơi không hợp lý cũng khiến cho tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn. Bạn nên đi chùa cầu an, xin bùa bình an và may mắn. Quý ông tuổi Kỷ Tỵ khi đi ra ngoài đường thì nên cẩn thận một chút, tránh va chạm với người khác khiến cho bản thân chúng ta bị thương. Ngoài ra chúng ta cũng hạn chế ăn quá nhiều đồ đạm, uống rượu bia cũng dẫn đến nguy cơ về tim mạch nhiều hơn. Đừng để bản thân bước quá nhanh về phía đầu hói, bụng bia các bạn nhé. Để tăng cường sức khỏe và tình duyên của mình, những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Pháp khí được chế tác dựa vào bộ tam hợp tuổi với người tuổi Kỷ Tỵ, khi mà mang theo vật phẩm bên mình sẽ hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời hòa hợp gia đình, hòa hợp các mối quan hệ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Vòng tam hợp đã được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Kỷ Tỵ để đảm bảo vật phẩm phát huy được tác dụng phong thủy tốt nhất. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm 2022 nam mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm 2022 nam mạng dự báo vận đào hoa rất mạnh trong tháng đầu năm. Với sự trợ giúp của các tinh thái âm, chàng trai tuổi Tỵ độc thân sẽ có được những phát triển rất tốt trong mối quan hệ của bạn trong tháng này. Bạn có cơ hội gặp được người khác phái phù hợp trong buổi tụ tập của người thân bạn bè. Đặc biệt, sức hút của những quý ông tuổi Tỵ tăng mạnh trong tháng này. Bạn nhận được sự yêu thích từ nhiều cô gái và đương nhiên rồi, đây cũng chính là cơ hội thoát kiếp độc thân. Vì vậy, đối với những quý ông tuổi Tỵ độc thân, tháng 1 này sẽ là một tháng thuận lợi để phát triển tình yêu, nên nhớ nắm bắt cơ hội nhé. Tháng 2 đánh giá 3 sao. Trong tháng 2 âm lịch,
vận trình sự nghiệp của những người kỷ tỵ 1989 nam mạng hơi thấp một chút, công việc tích lũy do nghỉ Tết khiến cho bạn mệt mỏi và gặp nhiều áp lực. Nam mệnh tuổi tỵ có thể phải giải quyết nhiều việc vặt vãnh trong tháng này, khiến cho bạn rất bận rộn và kiệt sức ở nơi làm việc và thậm chí là bận đến sức đầu mẻ chán. Vì vậy, tử vi số khuyến cáo tốt hơn là bạn nên lập một kế hoạch làm việc trước tiên. Hãy giải quyết những việc quan trọng hơn trước, từng việc một, điều này sẽ giúp bạn tăng hiệu quả công việc. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Xem bói tài vận tháng 3 của đàn ông tuổi tỵ không được tốt. Bạn chịu ảnh hưởng bởi cục diện phạm hình, phạm hại thái tuế, cho nên quản lý tài sản có nhiều sai sót hay bị hao hụt tiền bạc. Tài mạo anh tuấn, hiếu thắng, ưa tranh cãi, dễ bị kích thích mà phát sinh thái độ. Người này túc trí đa mưu nhưng ít thành công. Thích học theo người khác, là người biết đầu cơ, nắm quyền uy. Bên cạnh đó có vẻ như đàn ông tuổi tỵ đang thiếu đi những kinh nghiệm quản lý tài sản và tài chính của mình. Bạn không thích hợp để đầu tư trong lúc này nếu như không muốn gặp phải nhiều vấn đề khó khăn và ảnh hưởng. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi kỷ tỵ 1989 năm 2022 nam mạng dự báo tình duyên của bạn sẽ bị kém trong tháng 4. Bị ảnh hưởng bởi sự câu giảo và quán tác dẫn đến liên tục gặp rắc rối xui xẻo. Vì vậy, người tuổi tỵ nên hành động chậm rãi và đừng quá phô trương trong mọi việc, kẻo gây họa cho mình. Đồng thời, một số người thuộc tầng lớp lao động cũng nên chú ý thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp ở nơi làm việc, không được để cho kẻ gian xen vào, nếu không dễ rước họa vào thân. Tháng 5, đánh giá 3 sao. Tử vi từng tháng dự báo vận thế của bạn khá bình thường. Các mối quan hệ trên công ty luôn tiềm ẩn sự cạnh tranh. Tuổi tỵ muốn thăng tiến thì phải cân nhắc, nghiên cứu đối thủ và năng lực của bản thân. Chàng trai tuổi tỵ được khuyên là nên dành thời gian để rèn luyện năng lực của bản thân. Chúng ta cần phải khiến bản thân mình tốt lên trước khi sẵn sàng bước vào một dự án nào đó. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi kỷ tỵ 1989 năm 2022 nam mạng dự báo sức khỏe của bạn không tốt trong tháng này. Thời tiết nắng nóng cộng thêm không khí ô nhiễm có thể khiến cho sức khỏe của tuổi tỵ đi xuống, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến da và dạ dày khiến cho bạn trở nên mệt mỏi. Tuổi tỵ nam mạng đã được nhắc nhở về tình trạng men gan cao, dạ dày có vấn đề. Do thường xuyên thức đêm, uống cà phê nhiều cũng là một trong những lý do khiến cho tình trạng sức khỏe của bạn đi xuống. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm của quý ông tuổi tỵ phát triển rất tốt trong tháng này. Đối với những người đã kết hôn, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã phát triển thuận lợi, cuộc sống cũng khá hạnh phúc và viên mãn. Vợ chồng có thể quan tâm, lo lắng cho nhau, cuộc sống hàng ngày hòa thuận. Đồng thời có thể thường xuyên chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống, thực sự rất hạnh phúc và ấm áp. Người đàn ông tuổi tỵ sẽ có được sự nghiệp tốt đẹp, cộng thêm gia đình hạnh phúc trong tháng này. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Người tuổi kỷ tỵ 1989 có những bước phát triển vượt bậc về đường tài lộc trong sự nghiệp trong tháng này. Cục diện tam hợp thúc đẩy công việc của những người tuổi tỵ rất là tích cực. Bạn có thể nhận được rất nhiều cơ hội việc làm trong tháng 8. Người đàn ông tuổi kỷ tỵ đứng ra kinh doanh đang có được nhiều may mắn và thuận lợi. Bên cạnh đó, bạn cũng thường được công ty khen ngợi, khen thưởng. Nếu tiếp tục duy trì được tình trạng tốt như vậy thì cuối tháng sẽ được thăng lương, thăng chức. Các vị trí cao hơn đang chờ đợi bạn trong tương lai. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Người tuổi tỵ 33 tuổi có đường tài lộc khá tốt trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi vận tiết bạch lộ nên vận trình khá tốt. Thậm chí những người có sức khỏe kém thường ngày cũng có thể hồi phục tốt hơn trong tháng này. Cả người của bạn trông rất tràn đầy năng lượng, trạng thái cá nhân rất tốt, nhiệt huyết, làm việc gì cũng khá cao. Dù làm gì đi chăng nữa cũng cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Chàng trai tuổi kỷ tỵ hiện tại rất quyến rũ, có thể có được nhiều hạnh phúc và may mắn trong tháng. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi kỷ tỵ 1989 năm 2022 nam mạng dự báo các mối quan hệ xã giao của bạn sẽ tốt lên, quý nhân và các tinh trợ giúp cho nên khá thuận lợi, thậm chí là làm tốt thì bạn cũng có thể gặp được cơ hội thăng quan tiến chức. Nam mệnh tuổi tỵ tháng này được khuyên là nên xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với người khác, chúng ta sẽ nhận được nhiều may mắn hơn. Tháng 11, đánh giá 3 sao. Các mối quan hệ với gia đình của người đàn ông tuổi tỵ 1989 không mấy khả quan trong tháng này. Cục diện phạm thái tuế khiến cho bạn bị dày vò. Tháng này, các thành viên trong gia đình dễ vướng mắc khiến cho quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, khó lòng hòa hợp. Vì vậy, bạn hãy dành thời gian để giao tiếp nhiều hơn với các thành viên trong gia đình.
đừng quá cao ngạo. Đối với người thân, hãy đối xử bằng tình cảm chân thật, đừng tự cho mình có quyền có thể to tiếng với người nhà. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Tổng thể tài lộc của quý ông tuổi Tỵ 33 tuổi trong tháng này tương đối ổn định. Tuy tháng này là cuối năm, nhưng hầu hết người tuổi Tỵ đều có đường tài lộc tương đối suôn sẻ. Về cơ bản không có gì đáng lo ngại, công việc, sự nghiệp và gia đình tương đối dễ dàng, cuộc sống cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần. Và qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2022 nhâm dần này, đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông ở phía góc phải màn hình để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.